Anh chị vừa mới dẫn đi ăn, các bạn ăn bún bò Huế rất là ngon luôn á. Thì bây giờ tụi mình ăn bên đây nè các bạn. Bên đây là tiệm mà nãy mình ăn là tiệm phở 79. Thì tiệm phở 79 thì trong đó nó có bún bò Huế, có phở, có đồ đủ các món ăn luôn á. Sau khi ăn xong bây giờ tụi mình sẽ đi qua đây mua ít đồ. Ở bên mình cũng có food house, nhưng mà bên đây cũng có food house nè các bạn. Đi vào bên trong các bạn ơi. Ủa chị ở đâu rồi ta? Food town. Thì mình nghĩ chắc là bên trong này bán nha. Bán đồ giống giống ở bên mình đó các bạn. Đi vào đây các bạn ơi. Chỉ có khác là giống như bên mình á, thì trong chợ food town làm gì có dừa đúng không? Bên đây có quá trời dừa luôn. Tại đây xứ sở dừa mà. Một chút á, đi chợ về. Ngày hôm qua các bạn còn nhớ á, mình đi hái dừa không? Nhưng mà chưa có thời gian để uống các bạn. Thì một chút á, sau khi đi chợ về đúng không, là tụi mình sẽ xẻ dừa uống nha. Có 2-3-4 loại dừa luôn á. Một trái dừa ở đây nó bán 3 đồng một trái các bạn. Nó để giá sẵn luôn à. Ôi, đi vòng vòng coi có gì đó không ta. Vòng vòng coi có gì lạ các bạn. Bán mía, bán đồ đủ thứ luôn. Ở phía dưới đây là giống như mấy cái khu vực mà người ta bán thịt, bán cá này nè các bạn. Ở trong đây đa phần là mình thấy giống như là người Mễ nhiều. À, giống như ở bên mình cũng vậy đó các bạn. Ở bên đây có hàng cá nè các bạn ơi. Ở đây á, nó có bán đủ loại luôn nè các bạn. Con này là con gì ta? Ốc này lóc gì nè anh? Cái này nó bán con gì, tiếng Việt là gì ta? Không biết tiếng Việt là gì các bạn ơi. Thì bán 6 đồng 99, 7 đồng một phao. Bên đây là con Moon Snail, là con gì trời? Không biết tên. Biết ăn à chứ không biết tên các bạn ơi. Đây là cái giá của nó nè, 4 đồng 99 một phao nha. Giờ ở đây bán đủ loại ốc luôn. Ở bên mình đâu có đâu, bên mình là bên cũng là food town, nhưng mà food town bên Texas mình á thì nó không có mấy con ốc này ở trên này, anh thấy không? Nè, ở đây nó bán đủ loại ốc luôn nha, mà bên mình đâu có đâu các bạn. Bên mình á thì hình như này nó tươi luôn anh ơi. Đúng không? Tươi hay đông đá? Dạ. Ốc móng tay nữa nè. Food town bên chỗ mình làm gì có. Ở đây tại vì biển á, gần biển cho nên là nó bán đủ loại hết. Có cua nè anh. À, có bán crawfish nữa. Wow, nó bán crawfish ở bên đây rất là mắc các bạn ơi, nhìn nè. Crawfish bên đây nó bán 5 đồng 99 một phao. 5 đồng 99 một phao nhưng mà hả? Nhỏ xíu à, các bạn nhìn con của nó nè. Con ở bên mình á, bên Texas mình á, giống như bên Texas mình thì là chỗ đó gần Louisiana cho nên là cái crawfish nó rất là to. Còn ở đây nhỏ quá. Nhỏ mà mắc lắm, 5 đồng 99 một phao. Trong khi bên mình á là con gọi là extra large luôn, là chỉ có cao lắm là 3 đồng mấy thôi. Tại vì được ở gần biển cho nên là cá quá trời hết, đủ loại luôn. Ồ. Oh, trong đây nó có bán ở đây là bán ở đây nó có bán có con ếch đó các bạn. Nhưng mà không có thấy lương. Ồ, trong đây có này, trong đây có lương. Con lương. Trên đây có mấy con lương đó các bạn, nhưng mà đóng rồi người ta không cho mình mở. Có turtle nữa, có con rùa nữa nè. Ơi. Coi. Còn ở đây hả, bán quá trời hải sản nữa, bạn thấy không? Cá, mực, tôm rồi đủ loại luôn. À, các loại cá, loại mực, loại tôm luôn. Mà giá thì cũng khoảng chừng 7-8 đồng đến 9 đồng. Nói chung là cũng dưới 9 đồng.
mình thấy là đa phần là dưới 9 đồng. Có cái loại này là mắc nhất là gần 9 đồng, chính là 10 đồng thôi nè. Trời, Food Town mà cũng bán sầu riêng nữa các bạn. Food Town bên mình làm đâu có bán đâu, nhưng mà cái này của nó là bán 6 đồng một bao nha. Bán bắp luôn nha. Bắp bán bầu luôn. Food Town ở bên đây khác bên chỗ Texas Houston của mình. Nói chung bên đây thì đủ loại hết, tại vì có thể là Việt Nam ở đây nhiều quá, cho nên là đủ loại các bạn. Còn bên mình thì nói chung không có sầu riêng. Wow, bán bánh phở luôn nha. Ồ, vậy là y chang chợ Việt Nam luôn các bạn. Bán đầy đủ tất cả các đồ ăn luôn của Việt Nam mình luôn. Còn ở Food Town bên Houston của mình thì nó không có, giống như là chủ yếu là củ mễ là nhiều. Ủa, cái này là gì anh? Methi leaf là lá gì ta? Là me. Phải đâu, là me leaf. Chị, ở đây Food Town mà nó bán đủ đồ Việt Nam mình hết ha. Ừ, đủ. Bên Việt Nam không, bên Food Town bên em không có. Cũng Food Town. Food Town nhưng mà nó không. Ồ, bán bánh phở, bán đồ đủ thứ hết, cũng bên mình không có. Đây các bạn ơi, chị đang đi mua một mớ rau nè. Rồi. Bên đây là rau nha. Đủ loại rau hết giá. À, em thấy nhà chị có một cây bự luôn. Một cây ăn ứ hự luôn á. Yeah, đây còn rau củ quả rất là nhiều. Cái nào chị? Hành hương. Trời ơi các bạn ơi, chị mua về chị để trồng nè các bạn. Mua hành hương về để trồng á. Bây giờ mấy chị em đang đi mua để về tối nay nấu lẩu. Chị nấu lẩu hải sản ăn. Mà thấy bán, chị em thấy đi bán ốc, bán đồ đủ loại ha. Ồ, không thiếu một cái gì luôn á. Rồi trái cây rồi đủ thứ luôn nè các bạn thấy không. Mà ngay cái là bên đây crawfish mắc hơn bên em. Mà nhỏ, con nhỏ. Còn bên em thì rẻ hơn. Ôi các bạn ơi, đây là một loại trái đào nè. Trái đào này, trái đào donut phải không anh? Đào donut đúng không anh? Ồ. Em nghe người ta nói là cái đào đó ngon á. Rồi. Thứ tư là chị phải đi một xe bỏ đồ xuống. Ờ bây giờ chị cứ đi đi, có camera có ảnh đẩy xe đó. Bây giờ mấy chị em đi thì để cho ảnh đẩy xe. Ôi nó bán này đủ loại rau hết, để mình đi qua đây cho các bạn xem nha. Ồ, rau củ quả quá trời luôn. Ở đây nè. Đây là thanh long vàng. Golden á, Golden Dragon Fruit nè. 6 đồng một heo. Bữa mà từ hôm qua đến giờ ăn trái cây nhà chỉ no ứ ự luôn các bạn ơi, giờ nhìn không muốn ăn gì luôn. Ui, đây nó bán cái gì đây? À, bán đồ đủ cái luôn. Rồi. Bên đây có bán mít luôn nha, các bạn thấy không? Quá dữ luôn, có nghĩa là bán đầy đủ hết. Mít, dừa, đủ các loại luôn các bạn thấy không? Rồi, bây giờ mình đi qua đây nghe, qua đây có thêm trái cây bên đây nữa nè. Táo bên đây thì không có gì lạ hết. Rồi. Còn đây là hàng rau. Giá thì mình thấy chắc cũng tương đương, chắc giống bên mình mấy cái rau này. Tại mình cũng ít đi chợ Food Town lắm. Nhưng mà thấy đồ vật dụng thì mình thấy trong đây đa dạng hơn, là đa dạng hơn rất là nhiều. Đây là có một cái loại mà giống như là, nó gọi là trái gì ta, mình không biết tiếng Việt. Tiếng Việt là giống như trái mơ vậy đó các bạn. Cái kiểu nó giống như vậy đó. Bán 4 đồng một hào nè. Còn đây là các loại ớt. Bán ớt Việt Nam mình luôn các bạn thấy không? Ở chợ hình như bên Food Town mình không biết có bán. À đây là cái loại ớt hôm qua mình đi ăn trộm nè các bạn, đi ăn trộm. Ôi ớt này nó cũng mắc ha, nó bán ở đây là 4-5 đồng một pound luôn đó nha. 5 đồng một pound cái loại ớt này mà hôm qua mình với chị hái đó. À,
Thì nói chung mình như mình thấy giá hình như bên đây hình như là đúng không? Có sầu riêng luôn. Sầu riêng ở đây là đâu rồi? Đây nó bán nguyên một cái hộp này các bạn. Nguyên một cái hộp này là 35 đồng, 36 đồng. Nhưng mà mình cảm thấy sầu riêng nó không có được, nhìn cái thịt nó có, nó giống như nó bị sượng vậy ta. À, có sầu riêng luôn đó các bạn. Đủ loại ha. Đậu nữa nè. Đây là ớt habanero. Rồi, bây giờ để mình đi tới coi chị có cần cần phụ gì không. Ôi, ở đây nó có bán sake luôn các bạn ơi. Ghê thiệt. Đủ loại luôn nè. Có trái sake luôn nè. Để coi sake này nó bán hay sao. Ủa sake là cái gì ta? Có thể sake là tên của nó là breadfruit này các bạn. 1.99 đồng một heo. Ôi có sake luôn mới ghê chứ. À đây, đây là cái bông bông broccoli các bạn. Bông broccoli mà nhà mình trồng nè. Cái loại nó là loại nhỏ nhỏ như vậy nè. Con này để gì ta? Fresh green almond. Wow. Lạ quá ta. Mình mới biết cái này luôn các bạn ơi. Bên đây là dừa nha. Dừa đây là dừa. Trái dừa gì lạ vậy ta? Dừa nhỏ xíu à. Dừa này dừa khô nè. Còn bên đây là cái trái này là trái gì ta? Almond đó các bạn, hạnh nhân á. Phải không ta? Nó để là fresh green almond này các bạn. Mình không biết để ăn với cái gì luôn á. Còn bên đây là cái trái pepino hả? À, cái trái pepino này như là bữa có chị nói là ăn ngon này. Chị có cho mình cái nhánh trồng nhưng mà nó không bị lên các bạn ơi. Chắc để nhà mình kiếm lại cái hạt, mình kiếm lại cái cây trên mạng để mình mua về trồng. Chị nói cũng dễ trồng lắm. Mình cũng biết ăn sao luôn. Rồi. Bán xoài non luôn nha. Đủ lại luôn nè các bạn. Wow. Nó có bán cacao luôn các bạn ơi. Ghê thiệt. Ui. Cacao ở đây nó bán là 4 đồng một hào. 3 đồng 99 một hào. Là tính ra là bao nhiêu, gần 100.000 Việt Nam đồng mình đó. Ui đủ loại thiệt thích ha. Đây bán đủ loại các bạn ơi. Bán những cái mà bên mình đâu có đâu. Ôi, sung Mỹ hả? Sung Mỹ bên đây bán rẻ nè. Sung Mỹ ở đây bán rẻ. Sung Mỹ ở đây bán một hao là 5 đồng. Bên mình bán mắc lắm. Bên đây bán rẻ. Này 5 đồng một bịch, một hộp này 5 đồng nè. Đó, một hộp này 5 đồng đó các bạn. Nhưng mà như vậy là rẻ đó. Bên mình nó bán 5-6 trái thôi là 5 đồng. Cái này bán nguyên hộp luôn. Có đủ loại hết ha. Rồi có đây có mướp khía luôn nha. Các bạn nhìn thấy nè. Mướp khía 1.50 đồng một heo. Đủ loại luôn. Nói chung là mình thấy là không thiếu một cái gì luôn đó các bạn. Ôi, bầu bí mướp. Củ qua. Củ qua này thì 1.69 đồng một heo. Bên đây 1.49 đồng một heo. Ui, nó có bán củ sen nữa nè. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tới một cái chỗ này nữa nha. Chỉ sẽ định đi mua là lobster về để nấu lẩu ăn. Thì ở đây là giống như một cái nhà hàng. Cái nhà hàng này tên là Restaurant Depot. Là giống như nhưng mà cái nơi này là nó bán đồ chỉ cho nhà hàng thôi. Nhưng mà ví dụ như ai muốn mua phải có thẻ. Giống như có một membership vậy đó. Một cái thẻ giống như là được giống như Costco vậy đó các bạn. Mình phải có thẻ là mình mới vô được vậy đó. Thì các bạn thấy không, đa phần ở đây là giống như nhà chủ nhà hàng này nọ, người ta mua về, người ta làm nấu rồi bán nè. Người ta mua số lượng lớn á, bán sỉ á. Ủa anh phải mang cái này hả? Chỉ đang dẫn cái này leo lên đây ngồi được luôn các bạn ơi. Gì đâu mà mua cầm cái xe bự vậy luôn. Tại vì người ta mua sỉ á, cho nên là phải cần cái xe bự. Các bạn thấy không, lạ quá ha. Mình đi về để mình cho các bạn tham quan luôn, mình cũng biết. Ồ, các bạn thấy mỗi lần bán là bán cả thùng thùng vậy nè. Đây là cái mì chợ của Mỹ. Nhưng mà đa dạng lắm. Đủ loại luôn. Đây. Ôi,
Ở đây các bạn thấy không? Bán đủ loại luôn nè. Có king crab, à, golden king crab là 10 pound là 195 đồng. Ôi vậy là rẻ các bạn. Rẻ hơn bên Việt Nam, à, lộn, rẻ hơn bên Costco của mình. Còn à, bán thịt, tôm là đủ thứ luôn. À, các bạn thấy không? Đây là những cái hàng mà giống như là nó để là những cái hàng đông đá. Thì à, giống như tôm đông đá, seafood, rồi à, đủ các mặt hàng đông đá luôn là khu vực chỗ này. Còn ở bên đây các bạn thấy nè, mình thấy nó bán số lượng nhiều hơn có Costco luôn. Mà nó thùng mà nó chất lên sát cái nóc nhà luôn, các bạn thấy không? À, sát lên trên luôn. Đó, cá quá trời luôn. Nhìn lạ ha. Bên mình không biết có cái chỗ này không ta? Yeah. Anh chỉ đâu ta? Chết cha rồi, anh cameraman với chị đâu mất tiêu rồi, mình bị lạc rồi. Lo đi quay với các bạn đó. Các bạn thấy không? Nó hàng hàng chất đóng rất là nhiều luôn á. Tại vì nhà hàng mà cho nên là người ta mua số lượng á, mua số lượng nhiều chứ người ta không bán lẻ. Để mình đi kiếm ảnh chỉ rồi, chỉ với lại ảnh đâu mất tiêu ta. Đây bán đủ loại luôn. Ồ có thể nó cũng giống như Costco vậy đó các bạn ơi. Mình thấy chắc nó giống như Costco, bán cũng bán tầng bao này. Nhưng mà đây, nhưng mà Costco mình đâu thấy nó bự gì đâu ta. Các bạn thấy không? Bự bự, cao. Ôi, mình không biết hai người đó đi đâu mất tiêu rồi ta. Lo quay, tại vì mình sợ mình quay nhanh á, thì sẽ chóng mặt. Cho nên là mình quay từ từ. Quay từ từ để cho các bạn cùng xem với mình luôn. Nhưng mà ở đây mình thấy nó cũng à mình biết rồi, chắc ảnh chỉ vô trong đây nè. Trong đây là chỗ giống như là mình nghĩ chắc đông đá nè, phải không ta? Ồ thì ra là ở trong đây các bạn ơi, mình không biết. Đó lạnh quá, chỗ vô đây super lạnh luôn, không mặc quần sọt nữa. Đây các bạn, đồ quá trời luôn nè, lạ ghê chưa? Rộng rất là lớn luôn á. Rồi. Trong đây này có bán đồ nè các bạn. Các bạn thấy không? Ở đây nó bán mấy con clam á, 20 đồng. 20 đồng 99 là 21 đồng đúng không? Đủ loại luôn. Rồi nghêu cá, tại vì lạnh á. Wow, cá quá trời. Em đi kiếm, em đi kiếm chị với ông Cường. Chết cha rồi, hai người đâu? Em không đâu biết đâu, thấy cái màn đóng lại rồi nè. Các bạn nhìn thấy lạnh quá mà chị run nè. Lạnh quá, lạnh quá chị run. Rất lạnh luôn á các bạn. Nè tôm, cá, các bạn thấy không? Ở đây nó bán 7 đồng 17 một bao tôm. 5 đồng 74 bao này. Một dọc 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 vậy luôn. Đồ trong đây mình nghĩ là gần biển cho nên nó tươi. À các bạn ơi. Ôi vậy hả? Không được quay các bạn ơi. Vừa mới mua xong nè các bạn. Một bịch lobster. Tôm hùm. Ủa tôm hùm chị mua bao nhiêu một pound quên rồi? 20 đồng mấy chục xe, nó chính cho 21 đồng đi. Con này bự lắm, to lắm. Từ 2 đến 3 pound một con. Còn bên đây là một cái loại cá giống như cá thị tu, các bạn biết không? Mình với cameraman hay nói là cá thị tu á. Tại vì ở bên chỗ mình á thì nó không bán nguyên con, mà nó chỉ bán dạng phi lê miếng á. Phi lê nhưng mà nó bán cũng mắc lắm. Ở đây thì rẻ. Ở đây thì nó bán nguyên một con luôn, mà một pound thì nó bán có 3 đồng 50 mấy hay là 4, gần 4 đồng một phao thôi. Còn bên mình thì mắc hơn. Ồ, mà cái loại minfish này. Mình đi hút thao nó bán đầu không bán
Cái loại này em với ông Cường hay gọi là cá thầy tu á. Là nó mink. Mink là thầy tu, cái tên tiếng Anh mink là thầy tu. Cái em gọi là cá thầy tu. Mà các bạn biết không, cái thịt này của nó giống như thịt cua vậy đó. Nó ăn nó sợ sợ thịt cua mà dạ. Có thể ở đây là của chị tươi hơn á. Bên em nó không có tươi. Cho nên là giống như tụi mình mua về xong á, hồi đó tụi mình hay mua về xong rồi tụi mình kho với nghệ á, ăn rất là ngon. Cái thịt như thịt cua vậy đó các bạn. Bây giờ tụi mình tính tiền rồi đi ra nha. Thì mình quay tổng quan cho các bạn xem mình như vậy đó các bạn. Mình thấy nó cũng nói chung là mỗi nơi nó mỗi khác nhau. Bên Florida thì nó khác bên Texas mình. Nếu như Texas mình thì có Costco, thì ở đây thì nó có cái chỗ này nè, nhưng mà dành chuyên cho nhà hàng là nhiều. Bán rượu bán đồ luôn các bạn thấy không. Thì chắc là video của mình sẽ tạm ngưng ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video nha. Và bây giờ tiếp tục mình đi về đây. Mua được ít lobster với lại cá mink fish, cá tu luôn các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.